Diễn đàn Tuổi Trẻ Việt Nam năm 2013 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7, với nhiều hoạt động dành cho các thanh niên đến từ mọi miền của Tổ quốc. Trong 5 ngày hoạt động, 30 bạn trẻ xuất sắc nhất đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước sẽ cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ chủ đề của mỗi ngày như ngày cảm hứng, ngày tư duy, ngày thế giới, ngày Việt Nam và ngày hành động. Ra đời từ năm 2008, từ ý tưởng về sự chia sẻ và kết nối của giới trẻ của một nhóm học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội và du học sinh Việt Nam ở nước ngoài, đến nay, Diễn đàn Tuổi Trẻ Việt Nam đã trở thành hoạt động thường niên của tuổi trẻ cả nước. Kể từ khi thành lập, Diễn đàn Tuổi Trẻ Việt Nam luôn là nơi các bạn trẻ có cơ hội thảo luận, chia sẻ, đưa ra các ý tưởng, giải pháp cho những vấn đề về văn hóa, kinh tế, môi trường, giáo dục.